Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 6 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 7, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão, dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Ngày 29 tháng 7, đập Tam Hiệp đã bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực rất lớn đến các thành phố ở hạ lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình Vệ tinh Trung ương đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 8, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang xảy ra mưa bão lớn, lưu lượng mưa từ 100 đến 140mm. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 30 đến 50mm, có địa phương vượt quá 70mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Vào ngày 29 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, chiều ngày 27 tháng 7, lưu lượng nước của hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng và lúc 14 giờ ngày 29 tháng 7, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m3 trên giây, gấp đôi lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m3 trên giây. Đến 5 giờ chiều ngày 29 tháng 7, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt mức 147,57m, vượt mực nước lũ 2,57m. Cùng ngày, 34 tổ máy phát điện của nhà máy Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 20 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin, nói rằng vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, mực nước của trạm Sông Dương Tử đạt 25m, là mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ. Dựa trên mực nước Vũ Hán tại trạm Hán Khẩu, mực nước phòng bị là 25m, mức cảnh báo là 27,3m và mực nước đảm bảo là 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Xương, gần Vũ Hán và chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40km hiện đã phải chịu trận mưa lớn 20 năm mới có một lần. Vào ngày 29 tháng 7, lượng mưa cao nhất ở Nghi Xương là 271,6mm, vượt có mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Xương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, vào ngày 3 tháng 8, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước, khiến nhiều người rơi xuống nước và bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít thấy tình hình về thiên tai. Nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của Radio Free Asia, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một video vào ngày 29 tháng 7 rằng hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập Cát Châu Bá đang toàn lực xả lũ, hiện chưa tới mùa nước lên. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử nói chung là tháng 7 và tháng 8. Năm nay, các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử, bao gồm cả Vũ Hán, có bị lũ hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nick Thiệu Hạ đã chỉ ra trong một video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6m, nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô chìm trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước. Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 29 tháng 7 rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to
gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 8 và mưa bão cục bộ. Đến ngày mùng 3 tháng 8 sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang có mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một làn sóng lũ mới cho khu vực. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, năm 2020 từng là tâm chấn của đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc, nay đã nâng mức cảnh báo lũ vào ngày 6 tháng 8 khi mưa xối xả và sông bão đã vùi dập những vùng đất của nước này, trong đó có cả sông Trường Giang. Vũ Hán đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống 4 cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn nhấn chìm nhiều con đường, giới chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 5 rằng Vũ Hán và các thành phố dễ bị lũ lụt ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao hơn bình thường trong năm nay. Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiền Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không bị ảnh hưởng. Hồi năm 1998, trận lụt lịch sử cũng xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang, gây ảnh hưởng nặng nề cho thành phố Vũ Hán. Những cơn mưa xối xả tiếp tục vùi dập Trung Quốc vào ngày 6 tháng 8 từ Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc đến Thượng Hải nằm ở bờ biển phía đông nước này. Các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tô đều tuyên bố cảnh báo màu vàng. Theo dữ liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, ngày 6 tháng 8, nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước. Ông Chen Tao, chuyên gia dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết, các khu vực dọc theo dòng sông Trường Giang có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 400mm trong 3 ngày. Đặc biệt, cần chú ý đến các con sông vừa và nhỏ và các rủi ro như lở đất và ngập lụt ở khu vực đất nông nghiệp, ông Chen Tao nhấn mạnh. Mưa lớn có thể là bước đầu tiên cho một chuỗi các thảm họa, ông Chen Tao cho biết trên trang web của CMA. Theo các quan chức của CMA, lượng mưa trong tháng 6 cao hơn 13,5% so với mức tiêu chuẩn trong mùa mưa. Mưa lớn và dông bão cũng xuất hiện nhiều hơn 43% so với mức trung bình trong giai đoạn năm 2021-2022. Lũ lụt trên thượng nguồn sông Trường Giang của Trung Quốc đã buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người dân vào ngày 2 tháng 8 và đe dọa khu di sản 1.200 năm tuổi của nước này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin nhân viên, cảnh sát và tình nguyện viên đã sử dụng những bao cát để gia cố bảo vệ tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn cao 71m, một di sản thế giới đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, trong khi nước lũ dâng cao đến tận chân tượng, lần thứ hai kể từ năm 1949. Tứ Xuyên, nơi sông Trường Giang chảy qua, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức tối đa. Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang, cơ quan chính phủ phụ trách quản lý dòng sông, đã tuyên bố báo động đỏ vào cuối ngày 2 tháng 8. Cơ quan này cho biết, theo dự báo, nước tại một số trạm quan trắc sẽ vượt qua mức chống lũ an toàn hơn 5 mét. Cũng theo dự báo, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện khổng lồ được xây dựng nhằm kiểm soát lũ lụt trên sông Trường Giang sẽ đạt tốc độ dòng chảy 74.000 mét khối trên giây vào ngày 3 tháng 8, mức cao nhất kể từ khi hoàn thành dự án, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết. Đập Tam Hiệp hạn chế nước chảy xuống hạ nguồn bằng cách dự trữ nước trong hồ chứa, nhưng mực nước trong hồ chứa của đập này trong hơn một tháng đã cao hơn 10 mét so với cảnh báo. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, đập này buộc phải tăng mức xả trong ngày 2 tháng 8 để giảm áp lực kiểm soát lũ. Giới chức Trung Quốc đang chật vật chứng minh rằng những đập và hồ thủy điện được xây dựng dọc theo thượng nguồn sông Trường Giang có tác dụng bảo vệ khu vực khỏi những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong năm nay. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng chúng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Thưa quý vị, hiện nay binh sĩ vội đắp bao cát quanh hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Khi lũ lụt đang hoành hành khắp lưu vực sông Trường Giang, hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là Trường Giang, bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả từ tháng trước, khiến 141 người chết hoặc mất tích, buộc hàng chục triệu người khắp 27 tỉnh phải sơ tán. Lũ lụt dọc con sông dài thứ 3 thế giới vào mùa hè là cảnh thường thấy từ thời cổ đại. Nhưng tình hình ngập lụt năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Mưa bão liên tục tăng mạnh từ tuần trước, khiến mực nước ở hàng chục tuyến đường thị lưu vực Trường Giang dâng cao kỷ lục, trong khi 400 con sông vượt mức cảnh báo. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trịnh Quốc Quang cho biết trong buổi họp báo hôm 3 tháng 8, kể từ tháng 6, lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Dương Tử đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Tới nay, ông nói, giới chức đã theo dõi một trận lũ khi nó tiến gần Vũ Hán, đô thị 11 triệu dân, có sông Trường Giang chảy qua. Họ cho biết
mực nước sông đang giảm sau khi đỉnh lũ đi qua Vũ Hán hôm 3 tháng 8, lo ngại giờ hướng về hạ lưu tới Hồ Bà Dương. Hồ trữ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc chảy vào sông Trường Giang ở tỉnh Giang Tây, nơi đang bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, mực nước tại một trạm thủy văn quan trọng trên hồ đã phá vỡ mốc kỷ lục năm 1998, năm xảy ra thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong vòng vài thập kỷ gần đây với hơn 4.000 người thiệt mạng. Mực nước hồ đo được hôm 3 tháng 8 lên tới 22,6m, cao hơn 3,6m so với mức cảnh báo cao nhất. Hơn 100.000 người, bao gồm cứu hộ viên, binh lính, người dân, đang dồn sức ngăn lũ ở Giang Tây. Khoảng một nửa số này được triển khai ở Hồ Bà Dương, nơi nhiều tuyến đê bị vỡ. Tại thành phố Cửu Giang, gần khu vực nước hồ chảy vào sông Trường Giang, binh lính mặc áo phao màu cam liên tục gia cố bức tường đắp từ bao cát cao bằng đầu người. Sông Trường Giang dài thứ ba thế giới sau sông Nin và Amazon. Với lưu vực sông là nơi sinh sống của khoảng 400 triệu người, mưa mùa hè và băng tan theo mùa tại đầu nguồn ở cao nguyên Tây Tạng là nguyên nhân gây lũ hàng năm. Tuy nhiên, các nhà môi trường cảnh báo mối đe dọa càng ngày càng lớn hơn qua nhiều thập kỷ, một phần do việc xây dựng đập thủy điện và đê điều tràn lan đã chặn đứng kết nối giữa sông và các hồ chứa lân cận, cũng như các vùng bãi bồi đã giúp trữ nước suốt nhiều thế kỷ trước. Các nhà bảo tồn cũng cảnh báo sông băng ở dãy núi Himalaya tan nhanh do biến đổi khí hậu cũng khiến lũ mùa hè nguy hiểm hơn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.